luôn, bớt sống cho mày dẫn. Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Rồi, các bạn cùng xem nha, tiếp tục ha. Rồi, bây giờ mình quay chiếc máy kéo đang chạy ra để rút cái dĩ cầu các bạn. Cái dĩ cầu lót chỗ này nè. Rồi anh em xuống nhau rút cái dĩ cầu lên nha. Cái dĩ cầu nó nằm trên thứ này rút cũng chua à, cũng hơi nặng à. Nó trình là dẻo em không nổi đâu nha. Rồi kéo qua sao ạ? Không dễ dạ. Ô, quá dễ ăn quá. Ê, hai cái lượt rồi hả? Còn một cây các bạn ơi. Cũng quá ngon. Mình tưởng cũng khó ăn mày giờ cũng dễ các bạn. Tại tôi thấy đất nó dẻo đó, rồi thì máy cắt đồ này kia máy kéo chạy vô dằn quá trời đó. Xình có kìa. Đúng ngờ người mà vợ đấm đúng. Cầu này chắc cỡ 4 mét rồi các bạn. Tính là 4 mét nó cũng không nặng bao nhiêu, nhưng có cái là tại xình đó, quá trời xình. Dở anh em dở luôn, bước sống cho mày dở. Được con nước luôn, con nước rửa luôn ạ. Cây nữa. Rồi tiếp tục. Móc cây thứ hai các bạn. Rồi. Ây cha. Ô, lên lên. Đó thò kìm luôn. Rồi dễ dễ ăn các bạn ơi. Nhờ nó trên bờ. Hết hồn trần luôn. À, dở này mới bước đi sống nè. Nặng á. Trời ơi, dính lương nữa kìa. Lương hay lệch? Lệch hả? Dính lệch luôn. Quá trời xinh. Sắp. Anh em móc chỉnh bớt.
một cái kỹ thuật của anh em móc trình nha các bạn. Đó, giờ mình thọc cái cây móc vô trong đây ha, rồi mình để cho cái máy nó ve là nó sẽ lại đây, nó sẽ cạo cái lớp trình chỗ này ra nè. Cái lớp trình chỗ này thì nó ngay nó rất là nặng, cho nên anh em rất là khó móc á. Giờ mình để cái móc vô để mình cho nó gài vô, dính vô cái bánh nha. Thế vậy cũng nhiều người chưa biết đâu á. Nó dẻo quá. Hết gà. Cây nhỏ quá. Ừ. Chứ cây cây bự mình để vô vậy nó cái là gà ha. Gà được cũng ít rồi nha các bạn. Đó, cái đó cũng là một cái hay nha các bạn. Đó, anh em mình là ve rồi bắt đầu là mình chêm cái cây móc vô đó rồi là nó sẽ cái bánh nó sẽ máng vô cái cây móc đó rồi mình sẽ nó tự động nó gịch. Nó gịch rồi cái ra cái cục này luôn các bạn. Cái cục chỗ chân gốc chữ A này là nó nặng nhất. Anh em móc rất là cực luôn. Bây giờ có cái thế gì làm cũng hay. Rồi cái xà beng á. Ờ. Xà beng sọt vô cái nó gài vô cái ve cái nó lôi ra luôn ha. Ờ. Gì là cũng quá hay bạn. Tại cái móc này nó hơi nhỏ quá nha các bạn. Còn anh em ở đây thì đang rút cầu vô nha các bạn. Mình bỏ xuống cái mương dèo tôm để rửa cầu nữa các bạn. Mình bỏ lên cây rồi còn cây. Rồi các bạn, quay, bật thêm lên nữa đó.